Đã 3 ngày rồi không liên lạc được với Thành Thiên. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với nó rồi. Con có tìm cách liên lạc với thằng Thiên không? Có hỏi thăm những người nó từng tiếp xúc và làm việc ở Đà Lạt chưa con? Con gọi rồi. Họ nói 2 ngày trước thằng Thiên dẫn tới công ty họp và đi coi đất với họ. Chỉ có ngày hôm qua là không liên lạc được. Không thể nào. Từ hôm đầu Thành Thiên mới đi, em đã cố gọi cho nó nhiều lần mà không thể nào liên lạc được. Đi lâu như vậy, không có lý do gì mà nó không gọi về nhà hết. Hay là xong việc rồi nó đi chơi với bạn gái hả con? Thôi nó lớn rồi, cũng cần có chút thời gian riêng tư chứ con. Không đâu ba, con hiểu tính Thành Thiên. Nó có làm gì đi nữa thì nó cũng không để cho mẹ lo. Chỉ là một cuộc gọi thôi mà, sao nó không gọi cho con chứ? Thì con định đi đâu vậy? Con đi báo công an, Thành Thiên nó mất tích thiệt rồi. Con trai con bây giờ đang ở đâu? Bà làm cái gì mà nôn nóng dữ vậy? Để từ từ tôi cho người đi tìm nó. Anh đi tìm Thành Thiên. Thật lòng, anh muốn đi tìm nó về cho em hả? Bà nói như vậy là có ý gì? Ủa, bà định đi đâu vậy? Bà phải đi Đà Lạt chứ. Bà đi tìm cậu hai hả? Bà không thể ngồi yên được nữa, 3 ngày rồi. Bà phải đi tìm Thành Thiên. Con ở nhà nhớ chăm sóc mọi người giùm cho bà nha. Dạ. Bây giờ không có vợ con ở đây, con nói cho ba nghe đi. Con có thấy chuyện này có gì bất thường không không? Có gì mà bất thường hả ba? Nó đã làm xong việc rồi nên có khi nó ở lại chơi vài ba bữa rồi mới về. Thanh niên mà, ba hãy thông cảm cho nó. Ba đừng để ý tới vợ con. Nhớ con á, nên làm ầm ĩ vậy thôi. Không được. Ba thấy vợ con khủng hoảng tinh thần trầm trọng lắm. Làm gì thì làm, thằng Thiên nó cũng phải điện thoại và hỏi thăm mẹ nó. Đằng này mẹ nó liên lạc mà điện thoại của nó không có tín hiệu. Làm sao con biết chuyện này? Có thể là nó muốn yên tĩnh, không muốn liên lạc với ai thì sao? Tính tới hôm nay thì cái xác của nó cũng đã bốc mùi. Quả dơi không ăn thì cũng làm mồi cho thú rừng. Bà cứ yên tâm, ở nhà có mọi chuyện để con lo rồi. Lên trển mà gặp cậu hai, bà nhớ gọi điện về báo cho con biết nha. Ừ. Mà Lụa nè. Dạ. Ông nội đâu, để bà thư một tiếng rồi bà đi. Dạ alo. Dạ phải, nhà của cậu Thành Thiên. Dạ. Đưa cho bà. Alo. Chào bà, tôi là công an tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi vừa được một người dân đi rừng báo, họ tìm thấy con bà nằm dưới chân đèo Đà Lạt. Con tôi, nó có làm sao không? Nó còn sống hay là đã chết vậy? Tình trạng anh ta rất tồi tệ, hiện đang hôn mê rất sâu, đang nằm ở bệnh viện tỉnh. Con sao vậy? Kìa, Linh à. Bà ơi, Thành Thiên, người ta tìm thấy nó ở dưới vực đó bà ơi. Nó đang hôn mê, nó đang nằm ở bệnh viện Lâm Đồng. Tôi là mẹ của Thành Thiên, làm ơn cho tôi hỏi con trai của tôi đâu rồi.
Nó có sao không vậy? Còn đây là ba và ông nội của nó. Hai chú làm ơn cho tôi hỏi tình hình của cháu tôi hiện giờ ra sao rồi, chừng nào chúng tôi mới gặp được cháu? Dạ thưa bác, tình hình của Thành Thiên hiện rất xấu, các bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu. Nè con à, con không sao. Một người dân đi lượm củi phát hiện ra nạn nhân đang nằm bất tỉnh dưới thung lũng. Họ đem anh ta về căn chòi trong rẫy, sau đó mới đi trình báo chính quyền địa phương. Sau khi xem xét giấy tờ trong bóp của nạn nhân, phối hợp với công an thành phố mới gọi về nhà cho bà. Anh ta bị thương khá nặng, nhưng thời gian đưa tới bệnh viện khá lâu, vì vậy... Nhưng mà con tôi, tại sao nó lại rơi xuống vực vậy hả? Chắc là va chạm tai nạn giao thông. Đây không phải là một vụ tai nạn giao thông, chúng tôi đang tình nghi đây là một vụ án mạng. Án mạng? Có nghĩa là con tôi bị người ta sát hại sao? Các anh căn cứ vào điều gì lại nói đây là một vụ án mạng? Một viên đạn còn nằm bên vai phải của nạn nhân, hiện nay bác sĩ đang phẫu thuật để gấp nó ra. Nè, chút nữa tôi mời gia đình vào phòng bên, chúng tôi cần lấy một số thông tin về nạn nhân. Dạ. Anh đây là một thằng đàn ông bình thường, lại có chút đỉnh địa vị thì ăn bánh trả tiền á cũng là chuyện bình thường thôi. Em để trong bụng làm cái gì? Định làm mình làm mấy với tôi hả? Để coi được bao lâu. Con cầu xin ông trời phù hộ cho cậu hai con được bình an. Cậu hai con là người tốt bụng, đừng bắt cậu hai con chết. Con xin ông phù hộ. Dạ alo. Lô hả? Cô ba có nhà không? Dạ cô ba mới vừa về, mà cô ba đi bệnh viện rồi. Bệnh viện? Dạ. Tại sao lại vô bệnh viện? Cậu chưa hay tin gì hả? Có chuyện gì? Nói nhanh lên coi. Công an tìm thấy cậu hai ở dưới chân đèo Đà Lạt rồi. Nghe nói cậu hai bị thương nặng lắm, người ta đưa cậu hai vô bệnh viện Lâm Đồng rồi. Ông ta đã ra tay rồi, chắc chắn người kế tiếp sẽ là mình. Phải rồi, phải dùng Kim Ngân làm lá bài che chắn cho mình ngay lúc này, rồi mới tìm cách hành động sau. Nội, mẹ con sao vậy nội? Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ. Chị ơi, con bình tĩnh đi con. Mẹ con bị xỉu, bác sĩ mới vừa chích thuốc, con ngồi chờ chút mẹ con khỏe lại. Nội à, còn anh hai con sao rồi nội? Anh hai con đang nằm ở đâu? Sao con thấy ba con đâu hết vậy nội? Anh hai con vừa phẫu thuật xong, ba con đi đăng ký phòng đặc biệt để đưa anh hai con ra ngoài. Trời ơi, sao mọi chuyện tồi tệ lại xảy ra cùng một lúc vậy?
Như vậy thì làm sao con chịu nổi? Không ngờ cái mạng mày cũng lớn. Lẽ ra mày phải chết ngay thì mọi chuyện mới đỡ rắc rối hơn. Ngân ơi, mẹ con tỉnh rồi nè. Mẹ tỉnh rồi hả mẹ? Mẹ không sao đâu, cho mẹ đi gặp anh hai con đi. Mẹ, con còn chưa được khỏe hẳn đâu con, nằm nghỉ chút đi. Con phải đi gặp Thành Thiên, không đợi được nữa đâu. Mẹ cẩn thận đó, tay mẹ còn đang truyền dịch kìa mẹ. Mẹ ơi, bình tĩnh đi bà, gãy kim bây giờ. Mẹ ơi, đừng bắt tôi ở đây. Mẹ, tôi phải đi gặp con tôi. Không được. Mẹ ơi, bà mẹ không chịu trách nhiệm đâu nha. Xin lỗi cô, tại con dâu tôi nó sốt ruột, thằng con trai của nó đang phẫu thuật. Để tôi đưa nó qua gặp cháu cái rồi tôi khuyên nó quay về đây nằm lại nghe. Ông nội, mẹ, sao nhà xảy ra chuyện mà không ai báo cho con biết hết vậy? Hên là con gọi điện thoại về nhà nên mới biết được. Mọi người lu bu quá, chỉ biết chạy vô đây, chưa kịp báo cho con thôi mà. Anh được chạm vào người tôi. Mẹ ơi, người đàn ông đó là anh hai sao? Gần đây chúng ta gặp quá nhiều chuyện rắc rối. Dù bà Duyên tự dẫn để lại một đống nợ chưa giải quyết xong thì lại đến vụ con trai tôi đang gặp nạn. Tất cả đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của em Triban. Bên công an kinh tế đã vào cuộc để điều tra cái chết của bà Duyên. Với số tiền thất thoát không nhỏ của em Triban, mà tôi hỏi tổng giám đốc, anh có quyết sách gì cho hướng sắp tới hay không? Tôi đã làm việc với bên công an, cả hình sự lẫn kinh tế. Trước mắt họ chưa đưa ra kết luận gì về cái chết của bà Duyên. Cho dù bà ta đã để lại thư tuyệt mệnh cho rất nhiều người. Tôi cũng đã cung cấp cho công an kinh tế toàn bộ những hợp đồng mà bà Duyên đảm nhận đứng ra giao dịch với khách hàng. Sau khi giám định, 60% hợp đồng có chữ ký giả của tôi. Có chuyện như vậy sao? Chị kỳ vậy? Sao có thể là như vậy được chứ? Sao bà ấy dám làm như vậy? Chữ ký là giả, nhưng con dấu đỏ là thật. Đầy đủ thủ tục thì mới giải ngân cho khách hàng được chứ. Không, con dấu cũng là giả. Không hiểu vì sao bà ấy làm như vậy. Chắc chắn là ông ta đã đạo diễn của gì, giết người như không, và đổ tội lừa đảo làm thất thoát một số tiền lớn như vậy. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhất định con phải tỉnh lại. Con không được bỏ mẹ đi như vậy. Mẹ đã cố bảo vệ con, nhưng sao bây giờ con lại ra nông nỗi này? Mọi việc ngày càng tồi tệ hơn. Tôi đã giả vờ nhắm mắt suốt mấy chục năm qua, nhưng có lẽ cái kết cục của ngày hôm nay chính là nguyên nhân sâu xa đã có từ trước. Nội ơi, anh hai đã tỉnh dậy chưa nội?
Cố lên con. Ông biết là rất khó, nhưng hơn lúc nào hết chúng ta phải cần mạnh mẽ lên. Nội ơi, con lo cho mẹ con lắm. Con biết mẹ rất thương anh hai. Con không biết phải làm sao để giúp mẹ và anh hai lúc này hết nội à. Con nghe nội nói đi. Giờ con muốn giúp mẹ con phải mạnh mẽ lên. Hãy là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con lúc này. Mẹ con đang lo cho anh hai con. Nếu như con ngã quỵ lúc này thì mẹ con biết phải làm sao. Đang yên đang lành, tại sao lại trở nên tồi tệ như vậy hả nội? Con chỉ muốn nhà mình trở lại vui vẻ như trước kia thôi nội à. Dù cho chúng ta có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì những việc bất như ý cũng vẫn xảy ra. Quan trọng là chúng ta phải đối đầu với nó như thế nào kìa. Bác sĩ, chừng nào con tôi mới tỉnh lại vậy? Một tuần rồi mà sao nó vẫn nằm im bất động? Bác sĩ làm ơn cứu con tôi đi. Xin bà bình tĩnh, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho bà ngay. Yên tâm về mày. Ba về rồi hả? Để con làm chút gì cho ba ăn nha. Con đừng lo cho ba, ba đi với mấy người bạn rồi. Số phận thằng Thiên không may mắn, nó gặp hết vận hạn này đến vận hạn khác. Ba hiểu nỗi đau của một người mẹ như con, nhưng nói gì con cũng phải ráng mà giữ gìn sức khỏe. Con còn phải lo cho đứa nằm đây và đứa con gái ngoài kia nữa con ạ. Thành Thiên nó có tội tình gì chứ? Sao ông trời lại đày đỏ nói như vậy? Phải chi ông cứ trút xuống đầu con, con sẵn sàng đón nhận. Con đừng bi quan. Biết đâu một ngày kia thằng Thiên sẽ tỉnh lại. Con sẵn sàng chết
để cho Thành Thiên được sống. Con sẽ đổi mạng nếu như ông trời cho Thành Thiên tỉnh lại. Chúng ta đã làm hết cách rồi con à. Bệnh viện khuyên nên đem thằng Thiên về nhà chăm sóc thì thuận tiện hơn. Bác sĩ cũng tới theo dõi mỗi ngày. Giờ thì chỉ còn trông đợi vào phép màu của trời Phật thôi con à. Giá mà bây giờ người nằm đây là con thì sẽ tốt hơn. Con trai con nó còn quá trẻ, sao phải sống dở chết dở như vậy? Lụa, vô tắm cho cô Tuyết giùm tôi nha. Dạ. Mẹ, con muốn thăm cô hai chú. Ừ, vậy đi theo mẹ, nhưng con nhớ không được làm ồn nghe chưa? Dạ. Ừ, ngoan lắm. Đi. Thưa ông cố, con mới đi học về. Thưa bà ngoại, con mới đi học về. Giỏi, lại đây với ông đi con. Mẹ, mẹ lại khóc nữa rồi. Cứ như vậy mắt mẹ sẽ mờ cho coi. Ngoại ơi, sao con hai ngủ hoài vậy? Chừng nào con hai mới thức để chơi với con vô ngoại? Con hai dậy đưa con đi chơi đi cậu hai. Cô Tiết ngoan nha con. Dạ. Mẹ đưa con ra ngoài nha. Tí nữa bà về mẹ nói bà chở con đi chơi ha. Dạ. Rất tiếc chúng tôi không còn khả năng cứu chữa được nữa. Từ đây về sau con trai bà sẽ sống đời sống thực vật. Con có nghe được nội nói không Tiên? Nội cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Con phải cố lên, đừng từ bỏ hy vọng nha con. Dạ thưa ba, ba cho gọi con. Ngồi đi. Dạ. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, tôi chưa có dịp để nói chuyện riêng với cậu. Dạ thưa ba, có chuyện gì vậy ba? Gần đây tôi thấy mối quan hệ của cậu với con gái tôi có gì đó bất ổn. Cậu đã làm gì cho nó buồn phải không? Dạ đâu có chuyện gì đâu ba. Cậu ra ngoài ăn chơi cái gì, qua mắt được tôi sao? Cậu nên nhớ, cậu có được ngày hôm nay là nhờ con gái của tôi nó ban cho cậu. Nó đã sống hết lòng với cậu. Nó có lỗi lầm gì mà cậu lại đối xử với nó như vậy? Lỗi của cô ta là làm con của ông. Kẻ thù không đội trời chung với tôi. Cậu muốn trả thù tôi bằng cách gây đau khổ cho con gái tôi. Cậu chưa bao giờ quên được cái chết của cô em gái mình, đúng không? Ba hiểu lầm rồi. Con nào dám chống lại ba? Cậu đóng kịch giỏi lắm, nhưng không qua mắt được tôi đâu. Ba cũng là đàn ông, ba hiểu chứ con. Ra ngoài ăn chơi một chút, nhưng mà con đâu có quên trách nhiệm với vợ con cô đâu ba. Cậu á là một thằng vô danh tiểu tốt, sống nhờ vào tài lộc của nhà vợ. Cậu không có quyền ăn chơi kiểu đó. Về nhà mà quỳ xuống năn nỉ con gái tôi bỏ qua. Nếu không thì cậu đừng có trách tôi. Thôi được, con nghe lời ba.
Con sẽ về nhà xin lỗi vợ con. Ba bỏ qua cho con lần này nha ba. Cậu nên nhớ, Kim Ngân là báu vật của tôi. Cậu dám để cho nó rơi một giọt nước mắt vì cậu thì cậu không sống nổi với tôi đâu. Dạ, thưa ba, con xin phép ra ngoài. Đây nè cậu. Dạ. Cảm ơn cậu nha. Cảm ơn cô. Má. Ủa, má đi đâu vậy? Má đến thăm anh hai của con. Nhưng mà má ngại. Sao má không gọi con về để con đưa má đi? Má thấy vợ chồng con đang giận nhau, má cũng muốn qua đây gặp con để nói chuyện. Gia đình của con xảy ra chuyện lớn, con cũng không còn thời gian để quan tâm tới chuyện riêng của mình nữa. Thôi, má vô nhà với con nha. Chào chị. Dạ, chị Xuôi mới qua. Dạ. Chị ngồi đi. Dạ. Má ngồi đây đi má. Để con đi lấy nước cho má. Tội nghiệp cậu ấy quá. Tôi không thể nào tin được một người hiền lành như Thành Thiên mà lại gặp tai nạn lớn như vậy. Tôi như đứt từng đoạn ruột. Mỗi ngày đứng nhìn con như thế này mà không làm được gì cho nó. Tôi ước gì có thể đổi mạng của mình để con có được sự sống bình thường. Con cái là khúc ruột của mình, nó đau một thì mình đau mười. Phụ nữ cả cuộc đời mình chỉ sống vì con. Tôi hiểu tâm trạng của chị rất nhiều. Chị ráng mà bình tĩnh giữ gìn sức khỏe. Đường còn dài, còn nhiều cái phải lo. Cảm ơn chị. Tôi cũng biết vậy. Nhưng đôi lúc ước gì mình có thể quá điên để không còn nhận thức được điều gì nữa. Tôi thấy mình như đang chết dần từng ngày chị à. Mẹ, bà nội cô Tiết lụa đã pha xong nước cam rồi. Hai người xuống uống đi. Thôi khỏi đi con. Má tới thăm anh hai con một chút rồi má về liền. Đừng làm phiền mẹ con nữa. Chào chị. Cảm ơn chị Xu đã tới thăm. Chị thông cảm cho. Bây giờ tôi không còn tâm trí nào để nói chuyện với mọi người. Tôi hiểu mà. Chị nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép tôi về nghe. Dạ, chào chị. Dạ. Để con nói lụa mang nước cam lên cho mẹ. Dạ.
Dạ con mời má ngồi. Thôi con đi ra ngoài sân, má có chuyện muốn nói với con một chút rồi má về. Ngồi đây cũng được mà, sao má lại phải ra ngoài sân? Thôi ra ngoài sân đi con. Dạ, vậy má chờ con chút xíu, con vô lấy nước cam đã. Ba uống nước đi má. Dạo này con lù bù quá nên không được cô Tiết về thăm má được. Nếu là vì chuyện gia đình con thì má hiểu. Nhưng má cứ lo là con giận luôn má vì chuyện của chồng con. Má, chuyện nào ra chuyện đó, sao con lại giận má vì chuyện? Chào ba. Ba mới về. Mẹ chồng con nghe tin anh hai nên qua thăm. Má, tính ba còn vậy, má đừng có để ý nha. Má làm gì đây vậy? Má ghé qua đây thăm anh vợ con, sẵn thăm chị xui. Với lại má cũng có chuyện muốn nói với vợ con. Con đã nói má bao nhiêu lần rồi, má đừng có qua đây. Sao anh lại nói như vậy? Sao má lại không được qua đây? Em biết hay giả vờ không biết? Ba em coi thường gia đình anh ra mặt. Tại sao má anh phải qua đây để chịu nhục như vậy? Một mình anh chịu nhục là đủ lắm rồi. Anh nói gì vậy? Anh đang bức xúc em hả? Có phải vì chuyện này mà anh ra ngoài đường anh cặp bồ với con khác hả? Thôi thôi con ơi, hai đứa tụi con đừng có to tiếng với nhau như vậy, lỡ rồi ba con nghe được thì sao? Đại à, má lại con, má tới đây trước là thăm anh vợ con, sau là năn nỉ con dâu. Con đừng có làm mọi chuyện trở nên rắc rối nữa nha con. Má, má theo con về đi. Việc của vợ chồng con mặc kệ con, má không cần phải xen vào. Thôi, má tự đi xe ôm về được, con không cần phải đưa má về đâu. Con ở lại năn nỉ vợ con đi. Đi đi con, đi. Thôi được, để anh đưa má về, rồi anh sẽ nói chuyện với em sau. Má, thôi má lên xe để anh Đại chở má về đi, chứ má đi xe ôm con áy náy trong lòng lắm. Thôi được rồi, con vô nhà đi, má đi về đây. Dạ. Con cho má xuống đây đi, má đi xe ôm về cũng được. Má gây rắc rối như vậy chưa đủ hay sao? Má cứ ngồi im đó đi. Má biết con không muốn má tới nhà vợ con, má cũng không muốn tới đâu. Nhưng mà má không thể nào xử sự theo cảm tính được.
mình sống phải có lễ nghĩa trước sau. Gia đình vợ con xảy ra chuyện lớn như vậy mà con nhất định không cho má tới thăm, người ta trách má thì sao? Giờ thì má hài lòng chưa? Thấy cái cách mà người ta coi thường má chưa? Con không cho phép ai coi thường gia đình mình. Họ nghĩ họ có tiền, muốn làm gì thì làm sao? Hình như giữa con và cha vợ con có nhiều mâu thuẫn hả? Dù cho có chuyện gì thì con cũng đừng trút lên đầu vợ con. Kim Ngân là đứa ngoan hiền, má chỉ muốn nhìn thấy con hạnh phúc. Từ ngày em con chết, con chưa bao giờ được sống yên ổn. Cái chết trẻ của nó cứ ám ảnh con hoài. Con có thể sống hạnh phúc được sao má? Vậy con muốn gì? Người chết thì cũng đã chết rồi, còn có làm gì thì em con cũng không thể sống lại được. Ở bên kia nó cũng không muốn nhìn thấy con bị dằn vặt như vậy đâu. Cho dù phải bán cái mạng này, con cũng phải đổi lại công bằng cho cái chết của một đêm. Bà làm cái gì mà ngày nào bà cũng khóc hết đó? Nước mắt của bà động thành ao rồi đó. Kìa ba, sao bà lại nói với mẹ như vậy? Anh Hai nằm đó, làm sao mẹ của con không buồn được? Số phận của nó đã như vậy thì phải chấp nhận thôi. Mọi người còn phải sống nữa. Nhà gì mà u ám như là có đám ma vậy? Ai mà còn muốn về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi? Coi kìa, ba con Ngân. Ba, hay ba đưa anh Hai đi nước ngoài chữa trị đi ba. Biết đâu công nghệ của mấy nước tiên tiến có thể cứu được anh Hai con đó. Không có ăn thua gì đâu, nó chỉ còn chờ ngày chết thôi. Nếu chữa được thì bệnh viện đã giữ lại rồi. Ba, sao bà có thể nói ra điều kinh khủng như vậy? Nhiều lúc con tự hỏi anh Hai có phải là con ruột của ba không nữa. Tại sao bà lại đối xử lạnh lùng với anh như vậy? Ba quá căng thẳng trong công việc, sao con có thể nói với ba như vậy? Anh Hai con không phải là con của ba thì là con của ai được chứ? Em à, dạ con xin phép. Là không thể yên thân trong cái nhà này được. Anh biết là thời gian này em rất mệt mỏi và căng thẳng. Em phải bỏ qua chuyện của anh nha. Anh xin lỗi em. Bây giờ chuyện của anh Hai là quan trọng nhất. Cả nhà mình phải tập trung lo chuyện này. Em đừng vì chuyện của vợ chồng mình ảnh hưởng tới mọi người nha. Được, nếu anh sợ người khác biết thì anh đừng có làm. Anh trả lời em đi, anh và cô gái kia đã quan hệ với nhau bao lâu rồi? Em đừng dùng từ quan hệ ở đây, nghe nó nghiêm trọng lắm. Chỉ là ăn bánh trả tiền thôi mà. Bao một con nhỏ chân dài sau một chuyến đi công tác là chấm dứt thôi. Sao anh dám làm như vậy hả? Em là người phụ nữ hiện đại, nhưng không có nghĩa là em chấp nhận những điều anh làm đâu. Kim Ngân à, anh biết là anh đã sai rồi. Em bỏ qua cho lần này nhé. Anh hứa là anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Anh là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của em. Em yêu anh, sống chung thủy với anh.
Nhưng em đòi hỏi anh phải đáp lại em những gì mà em đã làm cho anh chứ. Anh biết em đã đau đớn như thế nào không? Khi nhìn thấy anh ôm một người khác hả? Anh biết không? Anh sẽ không bao giờ làm cho vợ buồn nữa. Mười hai giờ rồi, sao mấy con chưa đi ngủ? Nếu viên đạn nó găm trúng vào đầu mày, bây giờ tao phải gặp rắc rối như vậy. Cũng vì mày mà cha con tao thường xuyên cãi nhau. Được, mày cứ nằm đây cũng tốt, để cho người đàn bà kia nhìn thấy tội lỗi của mình hiện hữu mỗi ngày. Ông, chính ông đã giết chết con tôi. Nói nhảm cái gì vậy? Tại sao vậy? Tại sao không chịu buông tha cho nó? Mấy chục năm qua rồi, ông hành hạ tôi chưa đủ hay sao? Bây giờ ông còn giết chết con tôi hả? Tôi giết ông, cả bà chúng ta cùng kết thúc đi. Bà điên rồi. Phải, tôi đang điên đây. Sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn rồi. Là nó tự chuốc lấy. Nó đã âm thầm lên kế hoạch muốn giết chết tôi từ lâu rồi. Bà có biết không? Hả? Là ông ép nó. Con trai tôi đã chịu đựng ông quá nhiều rồi. Ông chưa bao giờ rộng lượng con tha cho nó dù chỉ là một lần. Ông giết tôi đi, ông giết tôi luôn đi. Làm sao tôi có thể sống được đây? Ông giết tôi luôn đi. Bà con ngon mà, tố cáo tôi đi. Mọi người
Thiệt tình là chúng tôi ngưỡng mộ chú quá chú Hải. Chúng ta làm việc căng thẳng nhiều rồi, bây giờ cần những giây phút thật thoải mái để nạp lại năng lượng. Chúc mọi người thật vui vẻ. Xin mời. Hôm nay ba mẹ chở con đi chơi, con có thích không? Dạ thích. Giỏi lắm. À, Lụa, mẹ của tôi đã ăn cơm chưa? Còn ba tôi về chưa? Dạ ông vẫn chưa về, còn bà thì ở suốt trong phòng cô Hai. Mẹ, sao mẹ không mở đèn lên? Sao mẹ lại ngồi đây? Bóng tối. Tối thì sao chứ? Anh con đâu còn cảm nhận được gì. Mẹ cũng vậy. Giờ chẳng còn gì quan trọng nữa hết. Mẹ, mẹ cứ như vậy làm sao mà sống nổi? Anh Hai nằm đó, nhưng mẹ vẫn còn có con mà mẹ. Không lẽ mẹ bỏ quên con rồi sao? Con còn có ba. Còn anh Hai chỉ có một mình mẹ thôi. Mẹ đang nói gì con không hiểu. Mẹ, mẹ đừng làm con sợ. Con cần mẹ. Mẹ không biết được. Nước mắt của mẹ đã cạn cuộc đời này. Mẹ lấy hết nước mắt của mẹ rồi. Mấy vị khách quý
có vừa lòng với tiệc chiêu đãi ở đây không anh thầy? Rượu ngon gái đẹp, có thằng đàn ông nào mà không hợp mắt? Nhìn là tôi biết mấy ông lớn rồi. Phải, đây là con cờ giấu mặt của tôi. Ông ta đợi nhiều vụ cho tôi rồi. Năm nay tôi đen quá, dính tới hai vụ. Vụ bà Duyên còn chưa chìm xuồng, lại đến vụ của thằng Thiên. Công an cũng đang ráo riết điều tra. Tôi bị họ kêu lên kêu xuống nhiều lần. Anh yên tâm, hai thằng thực hiện phi vụ đó, tạm thời tôi cho nó qua Thái Lan lánh mặt rồi. Họ không tìm ra được hung thủ thật sự đâu. Cũng chỉ vì viên đạn găm vào vai mà công an nghi ngờ. Nếu không thì có thể nghiêng về giả thuyết cướp hoặc tai nạn. Vụ này xui thôi, tôi cũng xin lỗi anh. Dù không lấy được mạng nó, nhưng giờ coi như sống không bằng chết. Tôi cũng không lấy phí vụ này, chúng ta còn hợp tác lâu dài mà. Giá như nó chết thì tốt cho tôi hơn. Anh căm thù nó đến như vậy sao? Tại sao vậy? Tại sao không chịu buông tha cho nó? Mấy chục năm qua rồi, ông hành hạ tôi chưa đủ hay sao? Bây giờ ông còn giết chết con tôi hả? Cho dù cái thằng đó có chết thì mối hận trong tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai. Máu lạnh trong người ông không thua như những tên trùm mafia. Sao giờ này còn gọi điện thoại nữa? Alo. Ba. Kim Ngân, có chuyện gì vậy con? Con nói đi, có chuyện gì sao con khóc? Sao giờ này ba chưa về nhà? Trời ơi,
Vậy mà ba tưởng có chuyện gì? Ba nhậu say ở nhà một người bạn. Sao giờ này con chưa đi ngủ? Chồng con về nhà chưa? Nó lại đi ra ngoài à? Không có, anh đại anh về tự chịu. Nhưng ba, ba về nhà đi ba, con sợ lắm, con muốn ba về nhà. Được rồi, ba sẽ về nhà ngay. Anh hẹn tôi chỗ này ok lắm, tầm nhìn rộng, dễ quan sát. Vậy có ai đi theo chú không? Hình như là không. Còn Thành Thiên sao rồi? Vẫn vậy, không có gì khả quan hết. Tôi cũng không ngờ ông ta lại ra tay nhanh đến như vậy. Đúng là trở tay không kịp. Thật là tội cho Thành Thiên quá. Ông ta là một con quỷ, tôi biết được rõ điều đó. Thú thật, bây giờ tôi đang rất lo cho bản thân. Không biết giờ phút nào ông ta sẽ ra tay đoạt mạng tôi nữa. Vậy chú có ý định gì? Tôi vẫn muốn anh tiếp tục thực hiện hợp đồng. Tôi làm việc với Thành Thiên, nhưng vợ cậu ấy... Tôi sẽ là người trực tiếp trả tiền cho anh. Anh đừng lo chuyện tiền bạc làm gì. Bao nhiêu anh cứ nói đi. Thú thật, lúc đầu tôi giúp Thành Thiên không chỉ vì tiền, mà còn vì cái tình. Anh em đối xử tốt với nhau trong những ngày tù tội. Tôi hiểu cậu ấy nên mới giúp. Tôi cũng nói thật với anh, tôi không còn biết nhờ ai nữa. Tính mạng của tôi đang bị ông ta đe dọa. Ông ta có thể ra tay giết tôi bất kỳ lúc nào. Nhìn cái cách mà ông ta ra tay với Thành Thi mới thấy được con người máu lạnh của ông ta. Anh Phong à, anh phải nhất định giúp tôi thoát khỏi bàn tay của người này. Chú cũng biết ông ta không phải là người đơn giản. Cái lão này ranh ma và xảo quyệt lắm. Cái đám vệ sĩ luôn bám sát theo ông ta. Muốn hạ gã này phải tốn rất nhiều tiền cho tụi giang hồ bên Cam. Tôi nghĩ cứ coi đó như là một trận quyết chiến. Được, anh cứ nói họ ra giá đi, tôi sẽ sẵn sàng chi. Nếu mà chú nói vậy thì ok. Chú cứ cho tôi vài ngày đi sắp xếp, rồi tôi sẽ trả lời cho chú sau. Đây, anh cứ cầm lấy mà chi tiêu trước. Tôi không thể nhận tiền của chú được, mọi việc còn chưa ngã ngủ mà. Anh cứ cầm đi, đừng suy nghĩ nhiều. Mong anh cứ coi em như là Thành Thiên là được. Em sẽ chờ tin anh. Vậy hả? Lụa, tôi đưa mẹ đi chùa. Lụa ở nhà á, trông chừng anh hai giùm tôi nha. Cô với bà đi chùa về sớm không? Để em biết ông nấu cơm. Tôi cũng không biết nữa. Mẹ cứ nằng nặc đòi tôi đưa đi nhiều chùa để cúng dường. Không biết là chừng nào mới về nữa. Con ở nhà nghe Thiên. Mẹ đi chùa để cầu xin trời Phật phù hộ cho con mau tỉnh lại. Mẹ à, mẹ. Ba. Mẹ dạo này ăn uống thất thường, mất ngủ thường xuyên. Còn chắc á là mẹ bị suy nhược cơ thể trầm trọng rồi đó. Hay mẹ ở nhà đi, một mình con lên chùa thắp nhang cũng được mà. Con làm ơn cho mẹ đi đi. Mẹ còn biết làm gì ngoài việc đi chùa cầu xin cho anh hai con chứ. Được rồi, vậy mẹ đi cùng con. Mẹ đừng khóc nữa nha mẹ. Con đừng có làm gì hết, bỏ đó đi, coi chừng cậu hai cho bà. Dạ con biết rồi, bà cứ yên tâm đi đi. Lụa, ra đóng cửa cẩn thận nha. Người lạ thì đừng có cho vào. Có gì thì alo cho tôi nha. Dạ.
cậu mới chịu mở mắt ra nhìn con. Cậu có biết là con lo cho cậu lắm không? Con muốn cậu tỉnh lại, nhưng mà nếu cậu cứ nằm như vậy hoài, cậu cũng ở đây suốt đời để chăm sóc cho cậu. Cậu có biết là con thương cậu lâu lắm rồi không? Giờ này mà ai về vậy? Con cầu xin Đức Phật hãy cho anh hai của con được tỉnh lại, cho mẹ con được tỉnh táo. Xin Đức Phật hãy cho gia đình con được bình yên như ngày xưa. Chưa bao giờ con thấy mình chơi vơi như lúc này. Con thật sự mất phương hướng rồi. Mời hai vị ngồi. Dạ bạch thầy, con muốn xin bạch thầy cúng cầu an và giải hạn cho gia đình con. Xin thi chủ hãy ghi tên những người thân của mình vào đây. Dạ. Con viết hết tên của nhà mình vô đây. Dạ. Cậu còn cả của thí chủ sao rồi? Có dấu hiệu gì khả quan không? Dạ bạch thầy, nó vẫn nằm như vậy. Con không biết kiếp trước mình đã gây ra lỗi lầm gì, mà kiếp này con cái của con phải gánh chịu vận hạn nặng nề như vậy. Con phải làm gì đây để cứu con trai của mình? Xin bạch thầy chỉ dẫn cho con. Anh qua thay thế vị trí của Thành Thiên chưa được bao lâu, nên có những việc thắc mắc cũng là đương nhiên. Nhờ hợp đồng ủy thác đầu tư nhằm huy động vốn của HCI đã được một số ngân hàng và công ty ký và chuyển tiền về bên công ty Kim Ngân. Nhưng thực chất dòng tiền đó không rót vào xây dựng hay bất cứ một dự án nào trên hợp đồng. Anh đừng lo dòng tiền này chảy về đâu. Điều quan trọng là những nhà đầu tư giao vốn ủy thác cho chúng ta vẫn nhận được lãi suất vượt quy định của ngân hàng mà. Số tiền huy động không phải là nhỏ. Nếu anh không đầu tư đúng chỗ, thất thoát vốn, không có tiền trả lại cho khách hàng là chết. Việc đứng ra huy động vốn ủy thác đầu tư tôi cũng đã trình bày với hội đồng thành viên quản trị. Mọi người cũng đã thống nhất, khi huy động được vốn, chúng ta cũng lại rót vào cho MTBank, cho vay những khoản lãi khác và đầu tư vào việc mua cổ phiếu và bất động sản. Tôi biết, nhưng từ khi về nắm chức giám đốc của HCI, tôi đã kiểm tra hợp đồng mới biết mình đã huy động được một số tiền rất lớn. Vì vậy tôi hơi lo nên qua đây gặp tổng giám đốc. Anh đừng lo, cứ làm tốt công việc của mình, mọi thứ còn lại tôi sẽ đứng ra giải quyết. Cứ như vậy đi, anh về làm việc, có gì tôi sẽ gặp anh sau. Chú ý vào mấy hợp đồng tiếp theo bên Savico, họ có ý đưa vào thêm khoảng 200 tỷ. Tôi biết rồi, tôi xin phép ra ngoài. Chào chú. Ba, ông biết tin gì chưa? Ngồi đi rồi nói. Phiên giao dịch sáng nay, VN Index đã giảm mạnh 33 điểm. Theo các chuyên gia phân tích tại các công ty chứng khoán thì đây là mức giảm mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán hiện nay. Hai sàn có 520 cổ phiếu giảm giá, chỉ có 25 mã tăng. Lại tiếp tục thua. Chỉ trong chớp mắt, chúng ta đã mất cả 500 tỷ đồng. Con thực sự đang rất là lo lắng. Làm ăn thì phải có lúc này lúc kia. Cậu tưởng lúc nào cũng thắng chắc? Ngày mai
tôi sẽ chuyển tiền tiếp vào tài khoản của cậu. Vẫn đặt lệnh mua vào cho tôi. Cổ phiếu đang xuống, ba bị mua vô lúc này chẳng khác nào mình đang tự sát. Tôi nói cậu sao đó thì cậu cứ nghe vậy đi. Phải biết chớp lấy thời cơ thị trường chứng khoán xuống đáy để mua vào một lượng lớn, ngầm đó đến đúng thời điểm bán ra thì sẽ thu được một khoản hời không nhỏ. Lụa này lại quên đóng cửa nữa rồi. Không phải đâu, lụa không bao giờ mở toang cửa như vậy hết. Chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Lụa ơi, lụa ơi, lụa. Ủa, lụa, lụa đi đâu mà để nhà nhắn que vậy lụa? Lụa ơi, lụa ơi, lụa, lụa. Đi đi con. Lụa, lụa ơi. Lụa à? Có vậy? Lụa hả? Trời ơi, lụa. Trời ơi, lụa sao vậy? Trời ơi, con có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy con? Ai trói lụa vậy? Nhà mình có ăn cướp hả? Con không biết. Con trói con lại rồi nhốt con vô đây. Con không biết họ là ai. Tại chân con thấy chân mới luôn rồi. BDI Bank, nhưng phải coi lại những khoản nợ xấu của ngân hàng này. Cứ để cho họ chết thêm một chút nữa thì việc thương lượng sẽ có lợi cho mình hơn. Được, anh cứ việc sắp xếp, tuần sau mình sẽ gặp nhau. Ba nghe nè con gái cưng. Ba về nhà gấp đi, nhà mình xảy ra chuyện rồi ba à. Chuyện gì vậy con? Sao con khóc dữ vậy? Ba về nhanh lên đi, ba đừng hỏi con nữa. Mẹ, mẹ dậy đi mẹ. Mẹ ơi. Cái gì? Nói là tôi nghe coi, sao cô khóc dữ vậy? Cô ba nói, cậu về khóc, cậu Thành Thiên bị bắt cóc rồi. Trời, Thành Thiên bị bắt cóc? Là ai làm vô này ngoài ông ta ra? Một người nằm bất động như vậy mà ông ta cũng không tha nữa. Anh hai con mà bắt cóc đây là cái gì? Mẹ ơi, con sợ quá ba. Tại sao nhà mình lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy chứ? Mẹ ngất xỉu chứ không còn thể chịu đựng được nữa. Thể trạng bà ấy quá yếu, chấn động tinh thần liên tục. Với những sự việc xảy ra như thế này, ngất xỉu thường xuyên, tôi lo bà ấy sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng sau này. Ý của bác sĩ muốn nói mẹ tôi có thể bị điên hả? Tôi không dám chắc, nhưng mà nếu cứ để bà ấy bị chấn động bởi những cú sốc như thế này, xác suất bà ấy rơi vào căn bệnh trầm cảm là rất cao.
tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ con cần nghỉ ngơi, có bác sĩ ở đây rồi. Cô đừng có lo, mình ra ngoài đi. Im đi đứng chưa? Làm ơn thả tôi ra đi. Làm đi. Người ta bắt anh hai để làm gì chứ? Tại sao lại bắt anh ấy? Họ muốn gì ở anh hai chứ? Mục đích bắt cóc anh con còn chưa rõ ràng. Chúng ta hãy chờ đợi coi họ muốn gì. Con không nghĩ người ta bắt anh hai với mục đích tống tiền. Không tống tiền thì họ muốn gì chứ? Trừ khi họ muốn nhổ tận gốc, diệt tận ngọn. Bà nhà yêu cầu gặp ông ạ. Mẹ tôi tỉnh rồi hả? Mẹ cô có nói rõ, bà yêu cầu gặp riêng cha cô. Đừng để bà ấy bị kích động mạnh. Tôi không bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra với bà ấy đâu. Anh hai à, uống miếng trà nóng đi anh. Đám dỗ ở dưới quê là vậy á. Hôm qua tôi uống say hết biết. Uống rượu đế không mà uống chi nhiều vậy? Tôi thấy tụi thanh niên nó uống rượu đế như uống nước lạnh. Sợ quá. Anh hai à, ở chơi vài bữa nữa, thủng thẳng rồi hãy về. Tôi cũng muốn ở lại chơi thêm vài bữa nữa. Sao thấy nóng ruột quá à? Coi điện thoại về nhà coi có chuyện gì không. Sao máy kẹt hoài? Ôi, anh hơi đâu mà lo. Con cái bây giờ lớn hết rồi, mình còn sống được bao lâu ngày nữa. Nên lúc còn khỏe tranh thủ đi đây đi đó. Lúc già yếu rồi ngồi một chỗ can lắm anh ơi. Con lớn cũng là con cái của mình, biết bao giờ mới hết lo đây. Bà gọi tôi vào đây có chuyện gì? Sao bà dám nhìn tôi với ánh mắt này? Tôi phải nhìn kẻ sát nhân với ánh mắt nào đây hả? Bà điên rồi. Bà nghĩ tôi bắt cóc nó hả? Không là ông thì là ai vào đây? Ai mà có thâm thù sâu sắc với Thành Thiên để có thể muốn đuổi cùng giết tận nó đến như vậy chứ? Tại sao không buông tha cho con trai tôi? Ông có phải là con người không hả? Bao nhiêu năm bà sống với tôi, chưa từng dám to tiếng với tôi một lần. Giờ bà vì thằng con quan đó bà dám mạt sát tôi hả? Bà với mẹ nói gì với nhau mà lâu quá vậy anh? Làm sao anh biết được? Tôi đã vì ông, vì cái gia đình này ngậm đắng nuốt cay mà sống. Tôi chưa bao giờ muốn chống lại ông. Chỉ cần ông trả con lại cho tôi, ông muốn tôi làm gì cũng được hết. Ông trả con lại cho tôi đi. Tôi không quan tâm là nó còn sống hay đã chết. Bà muốn thì cứ việc đi tìm nó, tôi không cản. Tôi muốn bà biết tôi không có liên quan trong chuyện này. Tôi không tin ông. Ông sợ là nó tỉnh lại, nó sẽ khai hết mọi tội lỗi của ông. Ông không yên tâm cho nên đã tổ chức bắt cóc nó để giết người giết khẩu. Ông trả con lại cho tôi đi. Trả con lại cho tôi. Trả đi. Bà điên thật rồi. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Ba, mẹ con sao rồi ba? Vì chuyện của anh hai con, mẹ con phát điên lên rồi. Hả?
Cậu cũng dám nhìn tôi với ánh mắt này sao? Cậu cũng cho rằng tôi đã bày ra cái trò bắt cóc này sao? Hả? Một gia đình danh giá cũng đến ngày tan nát lũi tàn. Dạ, em mời tổng giám đốc. Hôm nay tôi hơi nhức đầu. Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi không muốn tiếp ai. Báo cáo công việc cứ để trên bàn cho tôi. Dạ. Dạ, thưa tổng giám đốc. Tổng giám đốc có cần uống thuốc gì không ạ? Không cần đâu, ra ngoài đi. Dạ. Vào đi. Đã nói là không có gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi mà. Dạ, dạ, có hai anh công an cần gặp tổng giám đốc ạ. Có cho họ vào không ạ? Công an? Dạ, họ đang đợi bên ngoài. Được, mời họ vào đi. Dạ. Dạ, mời hai anh. Chào hai anh. Cảm ơn ông. Hai anh ngồi. Dạ. Dạ, em xin phép. Chúng tôi cần trao đổi với ông về hai vụ án xảy ra gần đây. Một là vụ án của bà Duyên, hai là vụ án của anh Thành Thiên, con trai ông. Tôi biết gì á thì đã ra trình báo với các anh rồi. Các anh còn muốn biết thêm chuyện gì nữa? Về vụ án của bà Duyên, chúng tôi nghi ngờ có người cố tình giết chết bà ấy rồi mới phóng hỏa đốt nhà. Cái màn để lại thư tuyệt mệnh rồi tự sát chỉ là dàn dựng. Một vài nhân chứng sống gần đó cho biết, trước ngày bà Duyên chết, họ thấy có nhiều người lạ mặt ở trong nhà của bà ấy, và chiếc xe họ mô tả chính là chiếc xe của ông đang đi. Ông nói gì về điều này? Đúng, tôi thừa nhận tôi đã có mặt ở nhà bà ấy trước đó. Những người lạ mặt là những người vệ sĩ luôn đi cùng với tôi. Mối quan hệ giữa tôi và bà Duyên là ngoài tình đồng nghiệp ra, chúng tôi còn là bạn học. Tôi được biết mối quan hệ của hai người trên mức tình cảm bạn bè. Điều này không sai. Chúng tôi từng có mối quan hệ đó, nhưng tôi và bà ấy đã chấm dứt chuyện tình cảm đó mấy năm nay rồi. Tuy nhiên, khi biết bà Duyên ngã bệnh, tôi đã ghé thăm và nhờ người chăm nom cho bà ấy. Ông dùng vệ sĩ của ông để trông nom, chăm sóc cho một người phụ nữ sao? Không, chỉ là lúc đó tôi tới thăm, thấy bà ấy sốt cao nên mới gọi bác sĩ, mới để ngựa ở lại để coi chừng bà ấy. Khi bác sĩ khám xong á thì mọi người cũng ra về. Ông có thể cung cấp tên và địa chỉ của vị bác sĩ đã khám cho bà Duyên không? Dạ được chứ. Đó là bác sĩ riêng của gia đình tôi. Bác sĩ đó có phòng khám riêng ở trên đường Nguyễn Trãi. Vụ án của con trai ông cũng đang nằm trong vòng điều tra. Cho dù cậu ấy không tỉnh dậy, nhưng chúng tôi cũng không thể bỏ qua vụ này. Một viên đạn cố tình lấy đi mạng sống của Thành Thiên. Tôi nghĩ là chắc con trai tôi bị cướp. Ngày xảy ra vụ án của Thành Thiên, ông đang ở đâu? Tôi nhớ không lầm thì sáng vẫn đi làm bình thường. Đến trưa hơi mệt, có về nhà nghỉ ngơi. Có ai làm chứng cho ông không? Có, vợ tôi. Nghe nói ông là người điều anh Thành Thiên đi Đà Lạt công tác. Đúng, tôi có nhiều chuyện đất đai cần giải quyết, nên đã cử con trai tôi đi. Ông có thể cho tôi biết những người Thành Thiên phải gặp ở Đà Lạt không? Lúc đó tôi cử Thành Thiên đi và con tôi chủ động liên lạc với những người trên đó. Cụ thể là ai? Là một số người ở trên công ty đầu tư An Bình. Vậy cuối cùng anh Thiên có gặp họ không? Tôi không biết nữa. Tôi xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút của con gái tôi. Ba nghe nè Kim Ngân. Ba ơi, mẹ bỏ nhà đi rồi ba ơi. Con cứ bình tĩnh đi, đừng có khóc nữa.
Có lẽ mẹ con đi đâu đó thôi. Không, mẹ đã để lại một bức thư. Ba ơi, ba về nhà nhanh đi ba. Ờ, được được, ba sẽ về ngay. Nhà ông đang xảy ra chuyện gì à? À, không có gì, là con gái tôi nó hay nhõng nhẽo vậy thôi. Thôi được, nếu ông có việc thì cứ về trước đi. Có gì chúng tôi sẽ mời ông lên cơ quan làm việc. Mong ông phối hợp với chúng tôi. Dạ được, tôi sẵn sàng cung cấp thông tin nào mà tôi biết. Tôi cũng mong án được phá nhanh để mà tôi còn làm ăn. Cứ như vậy hoài á thì tôi cũng thấy mệt mỏi lắm. Chào ông. Chào anh. Chào ông. Chào anh. Chưa đủ rồi hay sao mà bà còn bỏ nhà ra đi? Cứ đi chết chùm với thằng con trai của bà đi. Bác sĩ bảo, tôi nói với ông rồi, đừng có quá căng thẳng. Công an có gọi tới thì ông cứ khai như tôi đã dặn là được. Ông đừng có lo, mọi việc á tôi đã biết sắp xếp. Được, có gì cứ điện thoại hay là đến gặp tôi cũng được. Chào ông. Anh chạy nhanh một chút có được không? Con gái tôi đang ở nhà một mình, tôi cần về nhà gấp. Dạ. Anh Khánh, anh có chắc là hai thằng đệ tử của anh đã trốn qua Thái chưa? Công an đang lần ra vụ án của Thành Thiên để điều tra hung thủ. Anh nhớ hãy ém quân một thời gian, cấm tụi nó xuất hiện ở Sài Gòn. Nếu không thì liên lụy cả anh và tôi. Ok, tôi tin anh. Ba về hồi nào vậy? Nhà xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, sao con không gọi cho ba? Mọi việc cứ đến dồn dập như vậy, con trở tay không kịp. Làm gì còn có thời gian gọi cho ba? Ba, ba đi tìm mẹ về cho con đi ba. Con đừng có khóc nữa, để từ từ rồi ba tính. Ha? Không, không thể từ từ đâu ba. Mẹ đang quẫn trí, lỡ mẹ làm chuyện gì ảnh hưởng tới tính mạng của mẹ thì sao ba? Thưa nội, thưa ba con mới về. Có chuyện gì mà em gọi anh về gấp như vậy? Cậu có phải là người nhà này không? Chuyện xảy ra từ hồi sáng tới giờ mà giờ nay cậu mới về. Con đang họp ở công ty, giải quyết một số hợp đồng xin giấy nên không thể nào về liền được. Công việc quan trọng hay là nhà này quan trọng? Sao ba lại trút giận lên đầu con? Ba, sao ba lại la anh vô lý như vậy? Thôi thôi, mỗi người nhịn một tiếng đi. Nhà này chưa đủ rối sao? Đây là thư mẹ để lại nè, bà đọc đi. Mẹ con đã nói như vậy, biết đi đâu mà tìm? Không được, bây giờ tinh thần của mẹ con đang yếu lắm. Nếu như mẹ con một mình đi ra ngoài như vậy, không biết xảy ra chuyện gì đâu ba. Đúng là rắc rối thiệt. Làm như vậy thì được cái gì chứ? Hay là bây giờ mình đi báo công an đi, sẵn tiện báo chuyện hai mất tích, rồi nhờ họ đi tìm một lần luôn. Tại sao phải báo công an? Mặc kệ đi, bà ấy có chân đi thì sẽ có chân về.
Bà ấy để lại thư là muốn xa nhà một thời gian, có phải bắt cóc đâu mà báo công an. Sao ba có vẻ lo lắng khi chúng ta trình báo công an chuyện này quá vậy? Có họ vào cuộc không phải tốt hơn sao? Phải đó ba, mình đi báo công an đi ba. Số phận anh hai giờ ra sao mình còn không biết. Không có cuộc điện thoại nào gọi đến liên lạc về mục đích bắt cóc anh hai cả. Còn mẹ nhất định phải tìm ra trước khi mẹ suy kiệt ngã gục ở đâu đó mà. Một thằng vợ sống vợ chết thì bắt cóc để làm gì? Một người như sắp phát điên lên bỏ nhà ra đi, tại sao tôi phải có trách nhiệm tìm họ về đây? Tôi mệt mỏi lắm rồi, các người muốn làm gì thì làm đi. Em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây anh? Em muốn nhanh tìm mẹ và anh hai gì đây? Em nhất định phải đi báo công an. Chỉ có như vậy thì mới mong tìm lại được sớm hai người thôi. Đây là chiếc xe, là phương tiện di chuyển hàng ngày của ông ta. Nó xuất phát ra khỏi biệt thự vào mỗi buổi sáng. Còn đây là chiếc mô tô của hai vệ sĩ, tụi nó luôn bám sát ở phía sau. Nếu mà muốn đụng vô ông ta thì cũng không phải là dễ đâu. Đại ca yên tâm, em sẽ cản địa hai gã này. Còn đại ca chỉ việc chở thằng Tài con vượt mặt nhắm vô chiếc ô tô mà nã đạn, gã đó chết chắc. Cái phương án này cũng chưa có khả thi lắm. Nếu muốn thực hiện thì phải chọn con đường nào vắng một chút, chứ còn ở chỗ đông người thì khó mà tẩu thoát khi gây án xong. Vì tuổi hành xử chìm thì bây giờ nhiều lắm. Đại ca đừng lo, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đông dân mình về lẫn trốn, bọn cơm đâu dám bắn vào dân đâu. Tao muốn có một phương án khác an toàn hơn. Khi nào mà làm xong việc rồi thì tụi bay chạy qua biên giới Mộc Bài, rồi bay về Campuchia cho nó an toàn hơn. Vụ này khó, đại ca phải lấy trước một nửa số tiền rồi mới tiến hành. Tao biết rồi, nhưng mà ở chỗ quen biết thì tao phải tính cho kỹ. Nếu không thì sẽ làm mất uy tín của tao. Khi nào mà tao thấy ổn rồi thì tao gọi hai đứa qua lấy tiền. Nghe nói thằng Trẻ có con bồ là diễn viên hay người mẫu gì đó, thỉnh thoảng lại qua đêm với nó. Mình canh me đột nhập chơi lúc nửa đêm có vẻ an toàn hơn. Lúc đó bọn vệ sĩ đã về hết rồi. Ok. Cái phương án này cũng khả thi lắm. Tụi bay cứ bám theo đối tượng 24/24 giờ, rồi chờ thời cơ tới tụi bay xử đẹp nó cho tao. Ok, đại ca gọi điện cho tên đặt hàng đi. Ngân à, con hãy bình tĩnh lại. Con cứ khóc như vậy hoài, mọi việc càng rối hơn nữa con. Bây giờ con đâu biết phải làm gì hả nội? Anh ơi, con đâu, mẹ con đâu rồi nội? Sao anh không chịu nghe máy đi? Chỉ là khách hàng gọi thôi, không sao đâu. Con cứ nghe điện thoại đi, cần thì người ta mới gọi chứ. Dạ. Dạ nghe nè. Chú làm gì mà tôi gọi ngoài mà chú không nghe máy? Hay là chú muốn quỷ giao dịch với tôi? Dạ, nhà vợ em xảy ra chuyện, em lu bu quá nên không nghe máy của anh được. Tôi đã dàn xếp xong rồi, nhưng mà cái vụ này khá tốn đó, họ đòi giá rất cao, chú chịu làm không? Cao là bao nhiêu? 500 triệu. 500 triệu? Sao mà cao dữ vậy? Chú cũng biết đó, là cha vợ của chú là người có thế lực, luôn luôn lúc nào cũng có đủ vệ sĩ đã bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu mà muốn đụng vô ông ta thì đâu có dễ. Cái giá này là cũng còn bèo rồi. Không bớt được hả? Không, tôi đã chốt giá rồi. Nếu chú không làm thì tôi buông. Nếu mà chú chịu làm thì chuyển trước cho tôi một nửa. Nếu mà có anh Thiên ở đây thì chuyện tiền bạc không đáng kể. Nhưng mà chỉ có mình em thôi cũng khó xoay sở lắm. Cái giá này là không có mắc đâu.
ngờ lấy mạng một người mà cũng coi như là mua cái mạng của chú. Nếu mà để ông ta ra tay với chú như thằng Thiên á thì chú sẽ ra sao? Hơn nữa, khi mà ông ta chết thì cái người thừa kế sẽ lột vào tay con gái của ông ta. Thử nghĩ xem, lúc đó tài sản của chú trị giá được bao nhiêu? Em biết rồi. Anh cho em 2 ngày, em sẽ chuyển tiền của cho. Khi nào xong việc, em sẽ chuyển luôn. Ok, vậy đi nha. Ok. Số tiền 500 triệu đó có là bao nhiêu? Nếu như mình giải quyết được ông ta, vừa trả được hận, vừa giữ được tính mạng của mình, mà điều quan trọng nhất là mình có thể thừa kế số tài sản không nhỏ. Ông Mạnh, ông có linh thiêng thì về báo mộng cho tôi biết Thành Thiên nó đang ở đâu, nó còn sống hay đã chết. Tôi đã đi tìm nó mấy ngày nay rồi, nhưng mà tôi biết tìm ở đâu chứ. Ông nói đi. Một bên là chồng, còn một bên là con. Tôi phải làm sao đây hả ông Mạnh? Tôi biết rõ chồng mình là hung thủ giết người, giết chết chính đứa con ruột của mình. Nhưng tôi không đủ can đảm để đi tố cáo ông ấy. Thành Thiên nó mà biết được, nó sẽ hận tôi. Tất cả là tại tôi, tại tôi quá nhu nhược, tôi bất lực, không bảo vệ được con trai của mình. Tôi đi tìm nó tiếp đây. Ông phù hộ cho tôi nha. Tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi phải tìm cho bằng được con trai của tôi. Chủ ơi, ba có chuyện muốn hỏi con, mong con trả lời thành thật. Sao con thấy giọng ba có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Ba muốn hỏi gì con thì cứ hỏi đi. Giờ chỉ còn hai cha con, ba muốn hỏi con là Thành Thiên bây giờ ở đâu, con có biết không? Sao ba lại hỏi con câu này? Không lẽ ba cũng nghi ngờ là con bắt cóc nó? Ba biết rất nhiều chuyện, và còn biết rất rõ nó là đàn khác. Nhưng ba thiết nghĩ ai cũng có thế giới riêng của mình. Cho dù là cha con, nhưng chúng ta ai cũng có một khoảng cách nhất định
Con không hiểu ý ba lắm. Ba vốn là người không hay nói, nhưng lại là người có tầm quan sát rất rộng, là một người nhạy cảm, nên ba có thể đoán biết tâm trạng của người khác chỉ qua một cái nhìn. Hải à, con có bao giờ nhìn Thành Thiên với ánh mắt phụ tử chưa? Vậy là ba đã biết tất cả. Ba đã biết khi nào? Ba biết từ khi Thành Thiên mới vừa sinh ra. Vậy tại sao bao nhiêu năm nay ba cứ im lặng? Ba cứ giờ như là mình không biết gì. Ba nói ra thì được cái gì? Có thay đổi được gì không? Nếu ba nói vậy, ba phải hiểu được sự ấm ức của con. Phải chịu đựng mấy chục năm nay, sao ba không thương con mà còn lên án con? Hải à, là người đàn ông, con nên sống rộng lượng đi. Nếu ngay từ đầu con không thể tha thứ cho vợ con thì hãy bỏ nó đi. Sao lại giữ nó lại, rồi hành hạ cả mẹ lẫn con suốt mấy chục năm nay? Ba biết chuyện này từ khi nào? Tại sao ba lại giờ như là một chuyện bình thường? Tại sao ba không lên tiếng đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà? Ba không sợ cái thằng con quan đó chiếm hết cái gia tài này sao? Con đừng nên kích động. Ngồi xuống đi con. Ba đã nghi ngờ từ khi Thành Thiên còn chưa biết bò. Ba đau đầu vì chuyện này nhiều lắm. Ba im lặng để quan sát con dâu. Ba vẫn không tin Nhật Linh là kẻ lăng loạn phản trắc. Nhưng ba không có lời giải đáp nào khi nhìn thằng bé không cùng chung giọt máu đang lớn lên trong căn nhà này. Rồi đến ngày mẹ con sắp ra đi, bà ấy đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho ba nghe. Cả ba và mẹ đều tin lời cô ta. Tin cô ta bị hãm hại. Vợ và bạn thân của con đã ngoại tình với nhau trước mắt con. Bà nghĩ đi, bà nghĩ đi, làm sao mà con tha thứ cho được? Ba tin Nhật Linh với tư cách và đạo đức một người như vậy, vợ con nhất định không làm bậy. Nhưng trong chuyện này Nhật Linh chỉ là nạn nhân thôi. Con không hề có lòng tin với vợ con. Tình yêu của con chưa đủ lớn để con rộng lòng tha thứ và giang tay nâng đỡ người mình yêu. Không ai hiểu con hết. Con yêu vợ con rất nhiều. Chính vì con yêu mà con khó có thể tha thứ cho người đàn bà đó. Cô ta đã làm cho con tổn thương. Chính cô ấy là người đã giết chết cuộc hôn nhân này. Thật ra người con yêu nhiều nhất chính là bản thân con. Cho dù con có yêu người khác đi nữa cũng chỉ để phục vụ cho bản thân con thôi. Lẽ ra con không nên đối xử tệ với vợ con. Nếu như con cũng thấu hiểu nỗi khổ của Nhật Linh như thấu hiểu nỗi khổ của chính bản thân mình thì con không hành xử như lâu nay. Nội, ba, giờ con sốt cao lắm, đang bị sạn nó lung tung trên đó đó. Vậy hả? Kim Ngân, con sao vậy? Trời ơi, sao nó sốt cao dữ vậy? Gọi bác sĩ tới ngay. Con gọi rồi, mà bác sĩ đang bận không tới được. Chuẩn bị xe, đưa Kim Ngân vào nhập viện ngay. Dạ. Mẹ, mẹ ơi. Kim mẹ Ngân ơi, mẹ. Trời đất ơi. Mẹ ơi. Con tôi, Kim Ngân. Mẹ ơi. Cẩn thận đó. Ba ở nhà đi, có gì cũng tới bệnh viện rồi gọi cho ba biết. Trời ơi, sao tai họa cứ liên tiếp giáng xuống đầu gia đình con vậy?
con gái tôi đang khỏe mạnh, tại sao nó lại sốt mê man như vậy? Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt, đã cắt được cơn sốt. Thể trạng cô ấy rất yếu, tôi không hiểu gia đình có chuyện gì. Nhưng nhìn thấy bỗng mắt sưng húp thì biết là cô ấy đã khóc rất nhiều. Đúng là nhà tôi có chuyện. Không sao đâu, chỉ cần để cô ấy tĩnh dưỡng nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Tôi đã làm các xét nghiệm không có virus CV, cũng không phải sốt xuất huyết đâu. Ông đừng lo. Bác sĩ hãy nhớ chăm sóc con gái tôi chu đáo và tiêm cho nó loại thuốc bổ tốt nhất. Tôi biết rồi, ông yên tâm. Có chuyện gì anh cứ bấm chuông ở đây, tôi sẽ có mặt. Dạ tôi biết rồi. Tôi xin phép. Dạ. Thằng nhỏ vẫn ở bên nhà nội nó chứ? Dạ, con đem gửi nó qua nhà má con chăm sóc vài ngày. Nhà đang xảy ra chuyện, vợ chồng con như vậy không chăm sóc được cho nó. Thôi cậu đem nó về đây đi, có ông cố ở nhà, nhờ ông cố và người làm chăm là được rồi. Ở nhà bên đó làm sao mà nó chịu được. Dạ cô biết rồi. Ba, sao con lại ở đây? Đây là đâu vậy? Con bị sốt nặng, ba và chồng con mới đưa con vô bệnh viện. Mẹ, ba, con muốn được gặp mẹ. Ba tìm mẹ về cho con đi ba. Ừ, ba sẽ cho người đi tìm mẹ về ngay. Con đừng có khóc nữa, con đang mệt, hãy nằm yên mà nghỉ ngơi. Ba hứa với con, ngay lập tức ba phải cho người đi tìm mẹ và anh hai về cho con nha ba. Chú Kiên đó hả? Tôi cần tập trung toàn bộ người của chú truy tìm một người cho tôi. Được, tôi sẽ giao lại cho chú ngay. Còn hứa với ba là không khóc nữa nha. Ba đã cho người đi tìm mẹ rồi, giờ ba về lấy hình của mẹ để cho người ta đi tìm. Nhưng sao ba không đưa hình của anh hai cho họ luôn? Cả hình của anh hai con nữa. Vậy ba về nhà nhanh đi, đưa hình cho họ liền nha ba. Cậu ở đây chăm sóc Kim Ngân cho tôi, tôi về nhà sắp xếp công việc rồi quay lại ngay. Dạ thưa ba. Ba về nghe. Dạ. Nhớ đừng có khóc nữa. Thí chủ đã tỉnh lại rồi. À, coi chừng. A Di Đà Phật. Dạ thưa sư, sao con lại ở đây vậy? À, thí chủ đã ngất xỉu trước cổng chùa. Sư đem thí chủ vô đây đã được 2 ngày rồi. Nhà thí chủ ở đâu vậy? Để sư đưa thí chủ về. Nhà hả? Con không có nhà.